Hồi ký, 7 ngày ở Quảng Trị, tác giả Nguyễn Ngọc Ẩn, phần thứ 2. Một người quay sang gọi tôi nhỏ nhỏ. Bác sĩ đó ha bác sĩ, chạy đi ông ơi, tụi nó chạy cả rồi, tôi cũng giọt bây giờ nhưng bỏ ông lại coi không có được, tôi đi đây. Rồi bóng người đó cùng với mấy người chung quanh cùng lốp xốp lùi lại vào biển trong đêm. Tôi không biết làm sao cũng đành đứng lên và chạy về phía hông tiền cứ, tức là chạy ngang bệnh viện. Nhưng lần này lại không chạy xuyên bệnh viện mà là theo một con đường nhỏ sau lưng bệnh viện đi vào hướng thành phố. Theo con hẻm nhỏ đó là những người cùng cảnh ngộ như tôi. Nghĩa là chạy tránh cho xa chỗ đánh nhau càng nhiều càng tốt và riêng tôi lại càng không có định hướng chi cả. Biết hướng nào đâu mà định. Thì ra trong bóng đêm cùng nỗi lo sợ dâng lên trong lòng, người dân Quảng Trị đã bắt đầu bồng bế nhau ra khỏi nhà, tay xách nách mang, đi tìm một sinh lộ hầu ra khỏi vùng lửa đạn này. Tiếng súng sau lưng càng lúc nghe càng nhỏ dần đi trong cái số người chạy loạn càng lúc càng đông lên, mà đa số là thường dân với rất nhiều phụ nữ và trẻ con. Có cái điều không biết gọi là lạ lùng hay gì gì nữa nhưng rõ ràng bao nhiêu người đông đúc lũ lượt bồng bế dìu dắt nhau nhưng không một tiếng nói, một tiếng ồn ào nào cả. Ngay cả tiếng khóc của trẻ con nửa đêm bị dựng đầu dậy trong giấc ngủ sau chúng mơ hồ cũng biết nỗi hiểm nguy sau lưng để mà im thinh thích như chia sẻ với cha mẹ chúng niềm lo âu tột cùng của con sâu cái kiến trong lửa đạn vô tình. Chạy chung với dân tôi cảm thấy mình hèn hết sức vì trong bộ quân phục biệt động quân mà chưa bắn một phát súng đã phải bỏ chạy. Nhưng tôi biết làm sao hơn khi gần như cả tiền cứ biến mất ngay sau lưng tôi. Tôi phải làm sao chứ? Nhớ từ lúc còn học ở trung học, mỗi lần ghi tên học môn nhiệm ý là thể thao là tôi lại bị đưa xuống phòng y tế để khám sức khỏe và lần nào cũng vậy. Tôi đều bị bắt buộc phải chọn môn hội họa thay vì thể thao. Bà bác sĩ trong trường cho rằng tim tôi không được bình thường nên bà không muốn cho tôi chơi thể thao. Mà đúng vậy, chơi thể thao món gì tôi cũng đều mau mệt hơn người khác. Từ học võ, đánh bóng bàn và nhất là tuyệt đối không có vụ chơi đá banh thì tôi đâu có chạy theo trái banh được. Khi học y khoa, tôi đã tự nghe tim mình cũng như nhờ các đàn anh chuyên về tim nghe thử thì mới biết là mình bị loạn nhịp. Do đó tôi thường tránh những việc cần chạy nhanh hay làm nặng về thể xác lâu dài. Hôm nay khi rút ra khỏi tiền cứ thì vì nỗi sợ cổng quân sau lưng nên tôi lúc đầu cũng có chạy nhưng được một chút là tôi đã thở hào hển. Sau đó tôi bắt đầu đi chậm lại. Tuy không giống như người nhàn du nhưng cũng không giống người chạy loạn chút nào. Nay thì chung quanh tôi rất nhiều người dân Quảng Trị cũng như tôi không biết phải chạy đi đâu. Nên tự nhiên cả một đoàn người như cùng đi với nhau mà không định hướng cũng như không ai dẫn đường ai hết. Chỉ biết cố mà đi cho xa khỏi cái tiếng súng nghiệt ngã sau lưng ở hướng cầu Thạch Hãn. Cứ như người sau theo chân người trước mà thôi. Con đường nhỏ trở thành con đường nhựa. Mà tôi cũng chẳng biết về hướng nào, chẳng mấy chốc mà đã ngạt đông người. Trong đêm tối, người ta dắt díu nhau, tay bồng bế, người đi xe hai bánh, kẻ đi chân. Từng đoàn quân xa của những đơn vị không tác chiến, tất cả hòa cùng nhau hướng về một hướng chung, hướng xa tiếng nổ, hướng của bình yên. Những chiếc xe Dodge mang dấu hiệu hồng thập tự chở những thương binh trong bệnh viện bắt đầu tìm lối về hướng nam. Những đơn vị tiếp liệu, những đơn vị văn phòng của quân đội cũng như dân sự với những chiếc GMC chiếu ra những tia đèn pha sáng rực về phía trước, sẽ toạc đêm đen chiếu nổi bật những chiếc đầu lố nhố của đám người phía trước. Đầu đạc cồng kềnh, nhưng tất cả, chỉ trừ tiếng động cơ xe đều im lìm một cách lạ lùng. Đạn ở phía sau vẫn nổ giòn, những tia lửa đạn vẫn chiếu sáng vụt lên bầu trời đêm và đoàn người vẫn âm thầm tiến bước. Ngày 29 tháng 4 năm 72, trời vừa hừng sáng thì đoàn người đã tới được một cái thị trấn điều hiu, nhà cửa tuy còn nguyên vẹn nhưng cửa đóng then cài. Không khí có vẻ sơ sát trong khi người chạy giặt thì đầy đường, mọi người không hẹn mà ai cũng dừng chân lại nghỉ, trời trong và xanh biếc như hứa hẹn một ngày nắng đẹp. Bây giờ tôi mới thấy rõ là người ta đông đến hàng ngàn người vì đường xá đầy nghẹt người cũng như xe cộ, thậm chí cả hai bên đường dốc thoai thoải cũng không còn chỗ trống. Nhiều người đi tìm nước uống ở hai bên đường, có người dở một nắm cơm hẩm ra ăn cho đỡ lòng. Một đêm thức trắng rồi còn gì, đâu đây có tiếng trẻ con ọ ẹ khóc,
Các bà thì có người vạch áo cho con bú, hoặc xơi bới tìm một thức gì đó cho con cái họ, và cả chính họ để ăn dằn bụng. Tôi thì không quen ai, cũng như không cảm thấy đói khát gì, lại thêm cũng không biết đi đâu, nên đứng lớ ngớ nhìn quanh nhìn quất mới thấy cái trụ sở của thị trấn. Thì ra đó là quận Mai Lĩnh, nằm về phía nam của thị xã Quảng Trị. Tôi tiếp tục đi dài dài theo quốc lộ 1 về hướng nam, vì tôi có phải chờ ai và đi chung với ai đâu. Thế là tôi lầm lũi đi, trong trí nghĩ rằng nếu cần tới lúc chạy thì mình đâu có chạy được, nên mình nên đi trước là vừa. Thế là tôi cứ đi. Con đường về Huế nghe đâu còn xa lắm, những 40-50 cây số nữa thì phải. Trên con lộ thẳng tắp cũng có rất nhiều người cũng đi như tôi, nhìn trước mặt như một con rắn khổng lồ uốn éo và di chuyển chậm chậm dài ngút tầm mắt. Trước mặt là hứa hẹn của một bình yên, sau lưng là súng nổ, đạn bay, nhà cháy, người chết. Không biết rồi mình sẽ ra sao, liệu sẽ có đến được cuối đường? Mặt trời càng lên cao, cái nóng bức càng gia tăng, thì sự mỏi mệt, lo âu, chán chường càng hiện rõ lên khuôn mặt con người trong dòng sông di tản. Bây giờ hiện diện trong đoàn người ở gần khúc đầu của con rắn khổng lồ là những chiến xa M48, những thiết vận xa M113, cũng như những chiếc GMC, xe hồng thập tự của quân đội cũng như dân chính, trùi xe tư nhân và vô số hai bánh. Ở trên những quân xa chở lính tráng thì còn gọn ghẽ, còn trên những chiếc xe hai bánh của thường dân thì thôi đủ kiểu, mùng màng chiếu gối, mọi đồ tế nhuyễn mà trong phút khẩn cấp người ta đã dồn đại vào trong một cái bao, cái gì đó rồi tấm, rồi mang, rồi cột, và cả gia tài của họ nằm trên chiếc xe Honda hai bánh quằn quại với trọng tải của cả một đời người, một gia đình. Dù thường dân hay quân nhân, mặt người nào cũng đều hiện rõ nỗi lo âu, bồn chồn và cả hốt hoảng nữa. Đạn pháo kích bắt đầu rơi trên quốc lộ 1 khoảng độ 10 giờ trưa thì đoàn người tới được địa phận quận Hải Lăng. Đó là tôi nghe người ta nói vậy. Những tiếng trú xé màng nhĩ của đạn pháo của cộng quân như muốn xé luôn cả không gian và lòng người. Những tiếng nổ tiếp liền không ngớt bắn tan tác đội hình của con rắn khổng lồ đang chậm chạp trườn đi trên con đường định mệnh. Người ta chạy tràn ra hai bên đường tìm chỗ trú ẩn trong những gò cát trắng, giống như cảnh một đàn kiến đang bò đi thành hàng lối, bỗng dưng bị phá vỡ phải chạy túa ra. Người nào xấu số trúng đạn từ những trái pháo đầu tiên thì chỉ còn nằm lại trên đường nhựa, nếu chưa chết thì chỉ còn chờ chết, và chắc là chỉ mong một cái chết nhanh chóng hơn cho đỡ đớn đau. Đạn pháo vẫn tiếp tục trú xé trời và tiếp tục rơi, cảnh hỗn loạn làm sao tả cho xiết. Tiếng người tréo gọi nhau, cha gọi con, vợ kêu chồng, tiếng rên khóc của những con người còn ở lại, thấy người thân mình vừa mới ra đi, nhưng không còn ai được chút thời giờ để vuốt mắt người thân của mình cũng như quẹt hai hàng nước mắt của chính mình. Nhiều người không chạy kịp đâu xa, đành nằm xuống hai bên đường giữa theo con đường mương ở bìa, những đồi cát ngắn ngút ngàn dọc theo con lộ. Cảnh con người dùng hai bàn tay trần cố bới cho cát trũng sâu thêm một chút để được thêm một chút an toàn thật não lòng. Cát có nóng bỏng, tay có rướm máu nào có kể gì. Người ta đang cố thu hình lại cho nhỏ bé, đang cố biến thành những con đà điểu chui đầu xuống cát để trốn tránh cái sự thật hãi hùng đang diễn ra chung quanh. Có người thì đang khẩn cầu một đấng thiêng liêng nào đó che chở cho họ ra khỏi cái thực tế đầy tai ương và vô vọng này. Trong khi đó thì miệng đạn cứ tiếp tục cày xuống mặt cát làm băng tung tóe những hạt cát nóng bỏng vì nắng hay vì sức nóng của miệng pháo đạn truyền sang, văng vào mặt tôi cơ hồ như cắt đứt cả da thịt. Trên đường nhựa, cảnh tượng còn thương tâm hơn nhiều. Một người mẹ đang bế một đứa bé độ chừng 6-7 tháng, đi có gian ngồi trên nóc chiếc M113. Dĩ nhiên cùng ngồi trên đó với chị còn chen chúc rất nhiều người khác. Khi đạn pháo kích bắt đầu nổ, chiếc xe thiết vận xa bỗng quẹo ngang, đột ngột. Không ai hiểu anh tài xế định làm gì, anh muốn chạy ngõ khác chăng, hay anh muốn quay trở về đường cũ. Chỉ biết có điều hai mẹ con bị xe giật bất ngờ rơi cả xuống đường. Đứa bé vẫn còn trong tay mẹ nó. Chiếc xe vẫn còn tiếp tục giật lùi và bánh xích bắt đầu nghiến lên chân người mẹ. Người ta la ó rùm trời.
Người ngồi trên xe Thiết Vận Xa lẫn kẻ trên đường, ai cũng đều cố báo cho anh tài xế biết để anh ngừng lại, nhưng ai đã từng thấy xe ai 113 quẹo ngang mới thấy nó nhanh như thế nào, và trí óc người mẹ cũng hoạt động nhanh như thế nào. Chỉ trong một cái tích tắc chót của cuộc đời, bánh xe đang nghiến dần lên mình, bắt đầu từ chân mà người mẹ vẫn còn cố đẩy đứa bé lên phía đầu bà với hy vọng là nó sẽ ra ngoài tầm thụt lùi của chiếc xe. Viết ra đây còn chậm hơn ngoài sự thật rất nhiều. Người đàn bà và đứa bé bị bánh xích xe nghiến dần, bắt đầu từ phía chân người mẹ lên cho đến khi qua khỏi đầu bà. Hai tay bà vẫn còn giơ lên như cố đẩy đứa bé ra khỏi cái bánh xích, nhưng rồi cả hai mẹ con tất cả đều bị bánh xích nghiền nát. Tiếng xương người bị cán rậm kêu lắc cắt và hình ảnh của máu thịt nhầy nhụa trên đường, cũng như dính theo những mắt xích từ hai mẹ con trước đó một phút còn sống bình thường như mọi người, là một hình ảnh vô cùng kinh khiếp, tưởng chừng không bao giờ xóa mờ trong ký ức tôi được. Tôi cúi gục đầu xuống cát trong tâm trạng đớn đau vô biên của một hoàn cảnh bất lực. Ở một nơi khác, một chiếc GMC phóng vội đã cán lên một chiếc Honda Dam vô tình ở trước mặt nó. Cả người lái lẫn chiếc xe Honda đều bẹp dúm, trong khi chiếc GMC vẫn hùng hổ càn lướt lên trên nạn nhân của mình. Một người đàn ông bị miệng pháo kích cắt đứt một miếng thịt thật lớn ở đùi đã ngồi quỵ xuống bên đường. Sự đau đớn làm anh chảy nước mắt. Nhưng có lẽ anh đau hơn là vì, mặc dù anh cố kêu, nhưng người đàn bà mới giây phút trước còn là người vợ yêu quý của anh, nay đã làm ngơ bỏ chạy luôn không nhìn lại. Những đứa trẻ mặt mũi lem luốc vì nước mắt, vì mồ hôi, miếu máu ngơ ngác không ai biết phải làm gì giữa một cảnh tượng hãi hùng chưa bao giờ thấy. Cha mẹ ơi, cha mẹ đâu rồi? Một bé gái chừng 9-10 tuổi ngồi khóc nức nở bên xác một người đàn bà, dĩ nhiên là mẹ nó. Đạn nổ ư, xe chạy cán phải ư, nào có biết gì. Bé chỉ còn là một cái xác ngây dại khi mẹ em bỗng đột ngột ra đi. Em có còn biết phải làm gì? Có lẽ được nằm xuống theo mẹ là điều tốt hơn cả cho em, để em thoát ra khỏi tình cảnh này. Ngoài những đạn pháo lớn, những loạt đạn từ những súng cá nhân hay cộng đồng từ hai bên đường vẫn tiếp tục bắn xối xả vào cái biển người đang hỗn loạn như một bầy vịt đang lùng bùng trên con đường nhựa nóng bỏng nhuộm đỏ máu người. Một chiếc xe nhà binh chở 5-6 người trên đó chạy thật nhanh về hướng nam qua khoảng cát dọc theo đường, với hy vọng dùng vận tốc cao để tránh đạn. Cát trắng bay mịt mù theo làn bánh xe, và rồi một tiếng nổ ầm. Giữa đám bụi cát mù đó tung lên, mấy thây người và chiếc xe đã nằm ngửa trên bãi cát với bốn bánh xe vẫn còn quay tít như một con thú. Vừa chết thật bất ngờ nên không chịu tin là mình đã chết nên nhịp tim vẫn còn chưa ngừng đập. Bỏ rơi con lộ số 1, con lộ của thần chết, bao nhiêu người đã chạy tràn qua hai bên đường, cát trắng phao nóng bỏng thiêu đốt những bàn chân trần, đã rơi mất giày dép. Tóc tay trả trụi, mắt vẫn còn ướt long lanh cho giọt nước mắt không có thời giờ để chảy. Mặt lem luốc và chân vẫn chạy, quần áo tư trang vung vãi đầy con lộ cũng như rải rác đầy cánh đồng cát trắng mênh mông. Trong khi súng vẫn nổ, tiếng rít của đạn bay vẫn chói tai và máu vẫn tuôn rơi tung tóe trong cuộc thảm sát kinh hồn này. Trong khi đó thì các bụi sim vẫn nằm phơi trên cát, khoe những cánh hoa tím xinh tươi phất phơ theo gió một cách vô tư. Tôi muốn gào to lên, hỡi người lính Bắc quân, các anh đã hài lòng chưa vậy? Ai cũng biết chiến tranh là có máu đổ, nhưng anh có tiết kiệm không? Những giọt máu của chính đồng bào anh, những thường dân vô tội vì sao lại bị thảm sát như một Tết Mậu Thân tái diễn trên quốc lộ một giữa trưa hè? Anh và đồng bạn núp ở hai bên đường có chút nào chung tay không khi bóp cò súng nhắm vào những con người không có biện pháp tự vệ nào? Anh có mềm lòng chút nào không khi trông thấy kết quả của các anh đã thực hiện một cách thê thảm như vậy? Hay anh lấy làm thỏa mãn cho cái tác phẩm phi nhân đúng như anh đã dự trù? Hỏi các ông tướng lãnh quân đội và chính trị gia của Việt Nam Cộng Hòa, các ông có hài lòng chưa vậy? Ai cũng biết chiến tranh là có tiến có thoái, nhưng hỡi ơi, thoái kiểu các ông là các ông đưa quân lính và cả thường dân vào những chỗ chết, trong khi các ông hãy có gì nguy hiểm là các ông lên trực thăng trước, bay thẳng về chỗ an toàn. Khi máu đổ thịt rơi như vậy,
Các ông ở đâu và đang làm gì? Uống rượu, ăn chơi hay nhảy đầm? Làm gì có chuyện các ông bỏ ra được một phút trong cuộc đời khốn nạn của các ông để suy nghĩ chuyện các ông đã làm và hối hận? Lúc đầu tôi cũng theo chân đồng bào chạy vào đồng cát, nhưng chỉ chạy một lúc là tôi bắt đầu thấy khác dễ sợ. Nhìn chung quanh thì toàn cát và cát. Những bụi xiêm vẫn theo gió phất phơ, nhưng không có gì cho tôi có thể giải quyết được cái khác cả. Nhớ lại lần chót tôi có uống một chút gì là trước 10 giờ đêm qua, thời điểm Bắc quân tấn công vào thị xã Quảng Trị, bây giờ cái khác bắt đầu hành hạ tôi, và cái viễn tượng tìm ra nước uống vào lúc này thật hoang đường hết sức. Tôi nghĩ thôi thì trở lại quốc lộ 1 trước là có thể tìm ra trong các xe bỏ nằm lại đó thế nào, chẳng có lương thực, nước uống, mà sau nữa là biết đâu bọn Bắc quân sau khi tàn sát thỏa thích sẽ bỏ đi, và con đường về Huế chờ đêm đến, có thể tôi sẽ đi lọt được. Thế là tôi trở lại hướng con đường. Quả nhiên khi tôi trở lại tới quốc lộ 1 thì không còn pháo kích nữa, mà không gian trở nên im ắng một cách khác thường. Xác người cũng như xác xe cộ nằm chỏng trên, máu người cũng như xăng dầu loang lở mặt đường nhựa. Và về trưa, cái nóng của mặt trời hung đúc nên cơ hồ như có sắc khói bốc lên. Tôi đi thất thiểu theo con lộ về hướng nam. Quả nhiên chỉ một lát sau tôi đã tìm được nước uống trong một cái bình tông của lính trên mặt đường không biết của ai. Trên đường không phải chỉ có một mình tôi mà còn nhiều người khác. Quân nhân cũng như dân sự, đàn bà trẻ em cũng không thiếu gì. Chắc mọi người cũng cùng chung ý nghĩ như tôi, đánh liều một cơ hội biết đâu đi lọt được tới nơi an toàn. Lần này thì con rắn khổng lồ của đoàn người không đông đặc như lúc sáng, nhưng cũng rất đông và trước mặt tôi cho hết tầm mắt cũng toàn là người và người, nhưng không còn xe cộ gì nữa, chỉ trừ hai chiếc quân xa và một số xe hai bánh mà thôi. Những con người đi thất thiểu như những cái xác không hồn, không ai có một lời nào nói với ai cả. Hai anh chàng lính quân y của tôi thì ngay từ đêm qua đã không còn thấy tâm tích đâu nữa, làm tôi thấy mình cô đơn kể gì. Người ta chung quanh tôi, ai cũng mang trên mặt một nét sợ hãi cực kỳ vì không ai biết được cái gì sẽ xảy ra, cái gì đang chờ đón họ ở 100 mét trước mặt. Chớ đừng nói gì đến ngày mai sao quá xa vời. Những anh chồng thì tay túm tay mang đồ tế nhuyễn còn sót lại, mặt hớt ha hớt hải, trong khi những người đàn bà mang sách con thơ, trong khi bọn trẻ con theo lẽ tuổi phải còn ngây thơ, thì đang phải lết hết chạy theo cha mẹ trên đường chạy loạn và hầu như không ai màng đến chúng. Chúng có biết thân thì phải cố mà bám sát lấy cha mẹ, mơ hồ trong cái trí không còn non nớt của chúng. Chúng đã hiểu ra cái tai họa tày trời của chiến tranh đã đổ ụp xuống đầu chúng và cái cơ hội sống còn duy nhất là bám theo cha mẹ mà thôi. Tôi vừa thấy mệt vừa thấy chán nản vô cùng cho sự bất lực cùng cực của mình. Tôi thất thểu đi như một con người đã đánh mất linh hồn, chân cứ bước không còn tri giác. Bỗng tôi nghe có tiếng gọi ông thầy, ngoảnh mặt thì tôi thấy Hải Nẩu đang ngồi ở tay lái một chiếc xe Dodge hồng thập tử đang gọi tôi và tự dưng tôi thấy mình như sống lại. Tôi chạy vội đến rồi nhảy ngay lên xe, Hải Nẩu hỏi ngay, à ông thầy có sao không? Tao thì không sao cả, có điều làm cách nào mà chú mày còn ôm được chiếc xe của liên đoàn hay vậy? Tôi từ tối qua tới giờ lái chiếc xe này chứ ai, thằng Long Đại Liên cũng như ông thầy lạc đâu mất tiêu, tôi cũng ráng đi tìm đường về Quế đây, mai mà còn gặp ông thầy. Long Đại Liên thì tao cũng không thấy nó đâu. Rồi nhìn trên xe thấy đằng sau không chở gì cả, tôi chợt nghĩ ra còn bao nhiêu người bị thương ngay trước mặt mình, sao mình lại để xe trống không chở ai hết, tôi liền nói tiếp. Thấy người ta tội quá hả mày, mình coi có ai đáng tội quá thì mình chở họ với. Hải Nẩu nói, ê, ông thầy tốt bụng thì nói vậy chứ mình chở ai bỏ ai hả ông thầy? Bây giờ thì coi như phó mặc cho số trời, ai cũng có phần số hết trơn. Trong khi hai người đang nói chưa được mấy câu thì đằng phía trước người ta đang ùng ùng chạy túa ra hai bên đường. Có người còn chạy quay trở lại, có tiếng súng nổ về phía trước dồn dập. Việt cổng đằng trước bà con ơi. Người ta bắt đầu chạy tứ tung, kẻ thì tràn vào hai bên đường, người thì chạy quay trở lại và chiếc xe Dodge của tôi phải bắt buộc dừng lại giữa đường. Trước mặt sau lưng, chung quanh chỗ nào cũng là người chạy loạn, rồi pháo của cổng quân lại bắt đầu trót vào con đường. Hải Nẩu nói, ê chắc mình cũng phải quay trở lại quá ông thầy,
Trở về kiếm liên đoàn đi chung với đơn vị có lẽ không bị lùng bùng như vậy. Hồi ở bên Campuchia có lúc cũng tơ tả nhưng liên đoàn đâu có sao. Bây giờ chung quanh mình toàn là dân không mà mình thì có làm gì được. Còn ở dưới liên đoàn mà không có dân chung quanh thì mình còn đánh đấm được. Trời à, lỡ có ăn đạn mà chết cũng hả giả. Không biết làm sao hơn nên tôi đành gật đầu. Hai thầy trò bèn cố quành xe trở lại và cố lách qua người để nhắm ngay trở về hướng Bắc. Nhưng chỉ hơn 15 phút sau là xe đã trở lại khúc đường oan nghiệt hồi trưa. Mới rời nơi đó có bao lâu, nhưng khi nhìn lại thì tôi cảm thấy hãi hùng như thấy lần đầu. Xác xe cộ chổng trên, xác người nằm chết trong đủ mọi hình thái. Đồ đạc vương vãi cùng khắp và máu người tạo thành bao nhiêu vũng ở trên đường nhựa. Đây có phải là những đám khói vẫn còn bốc lên đen nghịch do những chiếc xe bị bắn cháy? Xe Dodge của hai thầy trò tôi không thể nào chạy trên đường được nữa, nên hãy quẹo xuống bên đường để chạy tiếp. Bánh xe lúng xuống cát, tung lên tung tóe mà xe không tiến lên được là mấy. Hãy phải sang số cho xe chạy cả bốn bánh để có sức kéo mạnh hơn. Nhưng sau cùng chiếc xe bắt đầu tung khói lên mù mịt do nóng quá độ. Khói lên từ cái bình nước xe len qua nắp máy và cuộn lên đen nghịt, hãy lầu bầu. Hồi sáng bị bắn tứ tung chắc có viên trúng bình nước quá. Tôi thì dốt đặt về máy xe nên hỏi, mày liệu có thể sửa sau đó cho xe chạy đỡ được không? Ê trời đất ơi, ông thầy hỏi tôi thiệt không biết được mà trả lời. Quả là tôi có phép thần thông chi mới có hy vọng. Trước cuộc Hải và tôi rồi cũng phải bỏ xe và bắt đầu đi bộ trở về hướng Quảng Trị. Hải vừa đi vừa lầu bầu chi đó mà tiếng Huế nói lý nhí tôi không nghe được. Nhưng tôi cũng mệt nên không buồn hỏi xem Hải nói gì. Lát sau thì Hải hỏi trống không. Giả sử đi về hướng Bắc cũng kẹt như đi về hướng Nam thì làm sao đây? Vì thấy Hải nói trống không nên tôi cũng không trả lời, chỉ lầm lũi bước. Tuy nhiên trong trí tôi cũng suy nghĩ thật nhiều về câu hỏi đó. Ờ nhỉ, mình sẽ phải làm sao đây nếu đi về hướng Bắc cũng bị kẹt luôn? Hỏi mà không có câu trả lời thì đành buông mặc xem câu chuyện ra sao. Cũng nhờ cái bình tông nước tôi lượm được nên hai người cũng không bị khát. Còn cái đói hình như đi vắng, tuy rằng từ chiều tối hôm qua tới giờ tôi vẫn chưa có cái gì trong bụng. Đường càng đi về hướng Bắc càng thưa người và dần dần trên con đường chỉ còn hai thầy trò lầm lũi bước. Cũng may là không thấy bóng dáng Bắc quân đâu cả mà cũng không có một tiếng súng nổ gần. Tôi sực nhớ là hai người không có một vũ khí gì hết ngoài mấy dụng cụ tiểu phẫu lúc nào tôi cũng mang trên ngực áo. Mình không khác gì người dân thường chạy loạn cả, chỉ khác là không có gia đình cũng như mặc bộ đồ lính trên mình mà thôi. Không hiểu đơn vị ở đâu mà tìm nữa đây, thôi kệ tới đâu hay tới đó. Khi trời vừa xế bóng, về phía tây thì thành phố Quảng Trị đã thấy dạng xa xa. Tôi gọi Hải phải cẩn thận vì không biết Bắc quân đã chiếm đóng Quảng Trị chưa. Thế là hai người bèn đi xuống lề đường, để từ trong thành phố nhìn ra sẽ khó thấy hơn, và bước chân cũng dè dặt hơn nhiều. Tất cả vẫn im lặng một cách ghê rợn. Rồi khi thành phố chỉ còn cách hai người trong gang tấc thì tôi chợt nhìn thấy trên cầu Thạch Hãn, bên cạnh hai chiếc chiến xa M48 bị tấn công hồi đêm qua giờ đang nằm đó là một bóng người đang cầm súng đứng gác. Nhìn rõ thì thấy anh chàng mặc đồ rằn ri, tôi mừng quá biết là cộng quân chưa lấy được Quảng Trị. Đồng thời Hải Nẩu cũng nhìn thấy như tôi. Hai người cố bước nhanh và khi tới gần thì thấy anh lính mặc đồ biệt động mà lại còn thuộc đại đội trinh sát của liên đoàn nữa chứ. Thật tình mà nói tôi mừng còn hơn bắt được vàng khi thấy lại đơn vị của mình. Trở lại đơn vị thật là ấm áp đối với tôi sau những giờ siêu lạc như đứa trẻ mồ côi giữa chợ đời tìm lại được mái ấm gia đình. Cả ngày nay tôi đã chạy lung tung đầu óc rối bùng, rồi mọi người lạc nhau tất cả. Bệnh viện Quảng Trị ở đâu mà tiền cứ liên đoàn ở đâu? Bao nhiêu con người ngày hôm qua còn đầy ở thành phố Quảng Trị? Sao đâu hết trơn rồi? Chỉ còn hai thầy trò tôi lết hết trở lại đơn vị hiện đang đóng quân trong một miếng vườn hoang gần thị xã. Mà chỉ là miếng vườn hoang thôi, còn ngôi nhà thường khi nằm trên miếng đất giờ cũng không còn nữa. Bọn Long Mập, Thượng Sĩ C, mấy đệ tử quân y trong bụng không biết có ưa gì tôi không, nhưng ngoài mặt, rõ ràng khi gặp lại Hải Nẩu với tôi thì ai cũng cười vui và lo nấu ăn tối cho chúng tôi. Còn mọi người đều đã ăn xong cả rồi. Bữa ăn chỉ là khẩu phần hành quân của lính, khui ra từ trong hộp nhưng sao ăn thấy ngon quá, tôi sực nhớ ra là từ đêm qua đến giờ tôi đã có cái gì trong bụng đâu.
Buổi tối yên tĩnh không giống như tối hôm qua súng nổ rền trời. Tôi nằm trên cái băng ca quen thuộc mà lòng tự dưng thấy nhẹ nhõm và đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu đêm một cách hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng theo như thượng sĩ C nói, ông ta thật tình có quá nhiều kinh nghiệm hành quân vì ngay lúc này ông ta cũng đã trên 40 tuổi. Mỗi khi yên tĩnh như thế có nghĩa là khác thường, và cái khác thường này bảo đảm là chuẩn bị cho đánh lớn ngày hôm sau. 30 tháng 4 năm 1972. Quả nhiên khi trời mới vừa hừng sáng là bốn bề súng nổ vang rền, lệnh liên đoàn trưởng đưa ra là đơn vị bắt đầu đi về hướng nam, không biết đơn vị nào đi đầu, đơn vị nào đi cuối, chỉ biết là quân y của tôi thì tàn tàn đi theo bộ chỉ huy liên đoàn. Thương binh không còn là vấn đề cho tôi nữa vì bao nhiêu thương binh đã di tản về bệnh viện quản trị từ trước và đều đi theo trọn cả thị xã sau trận tối qua. Hôm nay lại đi bộ, khác với đi bộ ngày hôm qua, là tôi không có cái cảm giác lạc lõng bơ vơ như ngày hôm qua. Đoàn quân lầm lũi đi, tôi mang trên lưng cái túi nhỏ, thay vì ba lô hành quân thì tôi không có. Trong đó chỉ có đựng nước uống và một số y cụ, thuốc men, còn đồ đạc cá nhân của tôi từ cái quần đùi cho tới cái áo lót hay bộ đồ trận để thay đổi, tất cả đều đã mất hết. Thôi thì về tới Huế tính sao vậy? Hiện tôi chỉ lo là có đụng độ trên đường rồi có thương binh hay lính tử thương thì không biết làm sao mà khiêng vác theo đây. Tôi chỉ cố chia cho quân y mỗi người một chút để mang theo cho hết quân y cũ, thuốc men là tốt lắm rồi. Đoàn người đi hàng một, không biết bắt đầu ở đâu và cuối cùng bao xa, chỉ biết rất dài và lặng thinh đi theo nhau. Lúc lên đồi, lúc qua suối, có khi băng ngang những thửa ruộng lúa lên cao ngang đùi. Buổi trưa nghỉ một chút trên ngọn đồi thông để ăn trưa. Cũng may liên đoàn cũng còn lương khô hành quân mang theo chia cho mọi người trong bộ chỉ huy liên đoàn nên cũng đỡ. Gió hiu hiu thổi làm xoa dịu cái mỏi mệt của đoạn đường vừa rồi. Kể ra chạy thì tôi không chạy được, nhưng đi bộ thì không sao. Ai tới đâu tôi tới đó. Nhớ lúc còn trong trường y khoa, theo bạn đang học khóa nhảy dù, khi thử thách 8 món ăn chơi, trong đó có món chạy 8 cây số trong 1 giờ, tôi đã tưởng tôi bị loại vì ai cũng về trước 1 giờ. Có mỗi mình tôi về khoảng 1 giờ 20 phút, nhưng có lẽ phần tôi nhờ sinh viên quân y. Phần 7 món thử thách kia tôi đã hơn trung bình nhiều nên tôi vẫn được nhập khóa. Bây giờ thì sau khi chia nhau gói gạo sấy, uống miếng nước lạ có pha thuốc lọc nước hôi rình, tôi nằm giữa gốc cây thông nghe gió vi vu và bỗng thấy mình hạnh phúc. Ôi sao cái hạnh phúc thật nhỏ nhoi và tầm thường. Cái hạnh phúc là còn sống, còn ngồi giữa các anh em trong đơn vị, dù cho đó là cái đơn vị đang trên đường trút lui, còn có miếng ăn dù không ngon lành gì chỉ để dằn cái bao tử cồng cào, còn có được điếu thuốc lá quân tiếp vụ đắng tê cả lưỡi để gắn lên môi phì phà sau khi ăn, thế là nhất rồi. So với ngày hôm qua, với đạn nổ người chết tràn lan và hỗn loạn trên đường số 1, hôm nay thì thật là bình yên. Sau khi nghỉ một lát thì cả đoàn quân bắt đầu đi tiếp. Suốt cả buổi chiều không có chuyện gì xảy ra. Nghe truyền miệng từ liên đoàn ra là cứ đi như thế thì chiều hôm sau cả liên đoàn sẽ rút quân về tới Huế. Hay ít ra được tới được tuyến bạn, tôi thấy phấn khởi lạ. Nhưng khi mặt trời vừa nằm ngang ngọn cây và ánh nắng không còn gay gắt nữa thì liên đoàn đang đi ngang một ngôi làng nhỏ. Chỉ biết làng này gồm dăm mấy tranh sơ sài dột nát và miếng đất có cày xới xung quanh nhà. Đúng lúc tôi đang bước giữa những luống khoai mì bên cạnh một căn nhà thì súng bắt đầu nổ. Tôi cũng không biết từ đâu bắn ra, ai bắn và bắn ai. Tôi chỉ thấy những anh chàng biệt động quân đi trước và sau lưng tôi nằm trạp cả xuống thì tôi nằm xuống theo mà thôi. Thật tình mà nói tôi cũng không biết mấy anh chàng xung quanh tôi nằm xuống nhanh như vậy là để tránh đạn hay là vì đã trúng đạn. Nhưng do không có một tiếng rên xiết nào cả nên tôi tạm kết luận là mọi người không sao trong đơn vị bộ chỉ huy liên đoàn đang đi ngay vào ổ phục kích của địch. Súng bắt đầu nổ dữ dội nhưng không có tiếng súng lớn, chỉ có tiếng nổ giòn giả của AK của địch và tiếng nổ cũng giòn nhưng ấm hơn của M16 do đơn vị tôi bắn trả. Tôi tuy căng mắt ra mà quan sát nhưng thiệt chẳng thấy địch đâu cả, chỉ biết đạn bay veo véo qua đầu. Chung quanh tôi, các người lính biệt động quân cũng bắn trả mãnh liệt. Thỉnh thoảng chen vào nhịp nổ giòn tan là những tiếng y oành của lựu đạn cầm tay.
Tôi chỉ biết trong thân phận một bác sĩ ngoài mặt trận, tôi không có vũ khí gì để bắn ai ngoài cây súng con 45 đơn vị phát cho, mà theo tôi đã thấy quá nặng nề bên hông, vì vậy tôi đã bỏ cây súng con trong bị mang trên lưng. Trên mình tôi dắt bên ngoài chiếc áo giáp chỉ toàn là dao kéo, kềm mổ và một quả lựu đạn trái chanh. Tôi thật cũng không biết mình dắt lựu đạn nhỏ xíu đó để làm gì, chỉ biết là vì tôi thấy nó xinh xinh nên mang theo chơi thôi. Tôi cũng nghe mấy anh lính nói là khác với lựu đạn MK2, trút chốt ra rồi còn đổi ý gắn chốt trở vào. Cái thằng trái chanh này tuy nhỏ con và dễ thương, nhưng hãy trút chốt là phải ném đi, không có cái vụ đổi ý rồi đó. Lại thêm, nó tuy nhỏ con mà sức nổ cũng như công phá rất khốc liệt hơn hẳn trái lựu đạn bự con nữa kia. Tôi thì chưa thử nhưng tôi cũng mong không có dịp để thử, chỉ mang trên móc áo giáp cho vui thôi. Và tôi không ngờ nó dính trên áo giáp cả tuần lễ nay mà cơ hội tôi đã quên hẳn sự có mặt của nó. Hôm nay nằm sát đất, úp mặt con người để tránh làn đạn vô tình, tôi mới cảm thấy có nó, cái trái chanh cộm trước ngực tôi. Đạn vẫn bay trên đầu, không biết cái gì văng tung tóe lên người, không biết là miệng đạn hay là đất cát nữa. Cái khổ của người không biết tác chiến là ai bắn ai thì bắn, còn tôi thực tình không biết đường đâu mà chờ, chỉ lo sao đạn nó vô tình đừng ghé thăm tôi là đủ. Tại vậy mà tôi đã cúi mặt xuống đất, sợ thì thực tình tôi hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi. Tôi chỉ biết thực tế có ngóc mặt lên thì cũng không làm được gì, mà có khi còn ăn đạn vô ích. Thế là tôi như tự đóng kín con người tôi với cái thế giới bên ngoài, súng nổ đạn bay tôi không nghe không thấy. Vì tôi không muốn nghe muốn thấy, tôi thả hồn mình đi xa, thật xa về tận Sài Gòn, nơi có cái gia đình nhỏ của tôi với tiếng cười, tiếng nói bi bô của hai đứa con trai tôi, với bàn tay dịu dàng của vợ tôi và với tình yêu chất ngất và đầy nước mắt của người tôi yêu. Tôi tưởng như tất cả với tôi giờ này chỉ còn là mộng ảo, vì có muốn đóng kín cái cảm giác thật người của tôi lại cũng không được, vì chen lẫn trong tiếng súng ầm ĩ vẫn còn có tiếng kêu đau đớn của những người bị trúng đạn, vẫn có tiếng rên xiết của những người hấp hối muốn một lần chót được thấy mặt lại người thân. Hỡi anh là người lính Bắc quân hay Nam quân, anh có biết gì đâu ngoài việc bổn phận của một con sâu cái kiến. Sống ở một miền nào là phải đi lính cho miền đó, nếu không muốn họa vào thân, anh phải cầm súng để bắn vào những người không quen biết, không thù hằn, những người nói cùng thứ tiếng với anh, cái tiếng mẹ đẻ Việt Nam. Giờ này các anh đang cố bắn giết nhau tận tình, hăng say và vô tư như chối bỏ sự thật là anh chỉ là một con cờ không hơn không kém, một con cờ vô tri giác. Anh chỉ thức tỉnh lại khi nào một viên đạn, một miệng pháo ghim vào người anh chưa đủ để làm anh chết, mà chỉ đủ cho anh bất thần ngừng lại cái trò chơi súng đạn mà người khác đã bắt anh tham gia với những từ ngữ thật đẹp, thật kêu. Nào là giải phóng miền Nam, nào là chiến đấu bảo vệ tiền đồn của thế giới tự do, còn nhiều lắm. Những từ ngữ văn hoa bóng bẫy mà anh giờ có thấy gì đâu. Khi nằm đây, trong cái làng hoang vắng này cũng như tôi, anh không hề biết tên của nó, một mình. Chung quanh thật đông người đang say mê bắn giết nhau, mà anh cảm thấy mình thật trơ trọi, thật cô đơn. Với cái đau oằn oại gây ra do viên đạn của kẻ thù không biết mặt biết tên đã ghim vào trong người, máu anh vẫn chảy nhưng không còn là chảy về tim mà là chảy ra nền đất mẹ, nắm đất Việt Nam, mà chỉ trong chốc lát sự sống trong anh cũng sẽ chảy dần theo ra ngoài cái cơ thể gầy gò của anh, để sau cùng thì cái đau đớn thể xác sẽ mờ đi với cái tối tăm dần dần che phủ trí óc anh, và rồi anh cũng sẽ trở về cùng đất mẹ. Gia đình anh giờ này chắc đang trong buổi cơm chiều, bên ngọn đèn dầu thôn quê leo lét hay ánh đèn đô thị sáng trưng, nhưng có khác gì nhau đâu. Gia đình nào cũng sẽ nghĩ tới anh, tới người chồng, người cha, người yêu đang song pha ngoài trận mạc. Họ đều làm giống nhau, tất cả là cầu xin cho anh hai chữ bình an. Họ cầu xin bằng một ngôn ngữ giống nhau, cầu nguyện một Đức Phật, một Đức Chúa Giêsu như nhau, vì họ cũng là cùng dòng giống Việt Nam. Mãi suy nghĩ miên man mà trận chiến quanh mình không còn nằm trong trí tôi thả hồn theo dòng suy tư cho tới khi chiến trường đột nhiên trở nên im lặng tuyệt đối một cách lạ lùng, làm tôi chợt bừng tỉnh trở về thực tại. Trời đã tối mịt, xung quanh không còn một tiếng động, cái im vắng kỳ lạ và tự nhiên tôi thấy rợn người.
Tôi có cảm giác sợ hãi hơn là còn tiếng súng bắn nhau. Bây giờ thì ngửa bàn tay không thấy mà quờ quẳng chung quanh cũng không đụng một ai. Mấy đệ tử đi ngay phía trước và phía sau tôi biến đâu mất cả rồi. Tôi gọi nho nhỏ. Ê, có đứa nào đó không? Không có ai trả lời cả, chỉ có tiếng côn trùng trong đêm vắng như đáp lời. Không hiểu tình hình chiến sự tới đâu rồi, sao kỳ lạ vậy? Tưởng chừng như tôi đã nằm yên lâu lắm, nhưng thực tế nhiều lắm chừng 5-10 phút thì chợt có ánh đèn pin lập lè chiếu ngang chiếu dọc, rồi ẩn hiện những bóng người đi tới đi lui. Họ còn hô to, hàng sống chống chết, om sòm. Rồi họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Bắc trật, cái thứ tiếng Bắc không giống như những người Bắc di cư vào năm 1954, mà nặng hơn nhiều và khó ngửi hơn nhiều. Đó là những anh lính Bắc quân đã làm chủ chiến trường ở ngôi làng vô danh vào một đêm mờ sáng Quảng Trị. Họ bắt đầu nói với nhau về cách đi tìm xem có thằng địch nào chưa chết thì giúp cho nó chết, còn thằng nào còn sống khỏe thì bắt sống làm tù binh, lục soát tìm tài liệu vân vân. Rồi họ chia thành hàng ngũ để tiến hành lục soát. Tôi không hiểu những người lính biệt động quân của đơn vị tôi giờ ở đâu mà mọi bề đều im lặng. Do bản năng sinh tồn cộng thêm bao nhiêu năm sinh hoạt ngoài trời trong phong trào hướng đạo nên tôi nhẹ nhẹ lăn đi từ từ để cố lánh xa dần cái phía của những người lính Bắc quân. Cho tới khi tôi đụng phải những cái rễ xù xì gai góc của một bụi tre thì hết đường. Tôi bèn nằm lại giả chết. Tôi sửa soạn một tư thế nào cho thích hợp với một xác tử trận để nằm. Rồi trong khi bọn cộng quân đang xì xầu đằng xa, cách tôi chừng vài mươi thước thì tôi tiếp tục suy nghĩ xem làm thế nào cho giống mình đã chết. Nếu không qua được mặt của họ thì mình làm gì? Nếu lỡ bị bắt sống thì làm sao? Ôi, trăm ngàn câu hỏi trong đầu nhưng làm gì có câu trả lời. Tôi chỉ còn biết cầu vong hồn cha tôi giúp tôi cho qua cơn hoạn nạn này mà thôi. Bỗng nhiên trên trời có tiếng phi cơ, tiếng động vang lên rất rõ ràng và rất trong trẻo trong cái yên lặng của đêm. Ngay cả tiếng bắt nặng nề của bọn cộng quân cũng ngừng lại, thay vì tiếng hàng sống chống chết. Thì các đồng chí coi chừng, có thể cái bọn ngụy trước khi rút chạy còn gọi phi cơ tới đánh bom chúng ta đấy. Có người nói chúng nó mà đánh bom tại đây thì chết bố cả cái bọn bị thương hay còn sống sót nằm lại đây sao? Có đứa trả lời chúng nó mà kể gì anh em đồng đội? Có một giọng nói cất lên có vẻ là người cầm đầu cả bọn. Ê, các đồng chí nói nhiều quá, nhiệm vụ là lục soát chiến trường thì cứ lo mà hoàn tất, còn phi cơ có đánh bom xuống đây hay không thì chỉ chốc nữa biết ngay thôi mà. Thế là bọn họ bắt đầu lục soát trở lại. Tuy họ vẫn còn xa chỗ tôi nằm, nhưng cái khoảng cách cũng không cách nào để tránh khỏi.